Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin chính phủ tuần qua. Bản tin tổng hợp các hoạt động và chỉ đạo điều hành nổi bật của chính phủ, lãnh đạo chính phủ trong tuần. Bản tin sẽ được mở đầu với những thông tin về các hoạt động nổi bật của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Tối ngày 4 tháng 3 theo giờ địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thành phố Melbourne, bắt đầu chuyến công tác tham dự hội nghị cấp cao đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Australia, thăm chính thức Australia từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 3 năm 2024, theo lời mời của Thủ tướng Australia Anthony Albanese. Chuyến thăm tới Australia lần này của Thủ tướng Phạm Minh Chính có nhiều ý nghĩa quan trọng, là chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam tới Australia trong 7 năm qua. Đây là dịp để hai nước đánh giá những bước phát triển hợp tác song phương trong thời gian qua, đặc biệt trong việc triển khai quan hệ đối tác chiến lược giữa hai bên, cũng như những thỏa thuận cấp cao hai bên đã đạt được trong năm 2023. Tại Melbourne, Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân đã dự lễ đón chính thức các trưởng đoàn tham dự hội nghị cấp cao đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Australia do Thủ tướng Australia chủ trì. Dự hội nghị cấp cao đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Australia sáng ngày 6 tháng 3, tại phiên họp toàn thể, Thủ tướng đã đề xuất 3 đột phá và 3 tăng cường cho phát triển quan hệ ASEAN và Australia thời gian tới. Về 3 đột phá, Thủ tướng cho rằng trước tiên hai bên cần đột phá trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, phấn đấu tăng gấp đôi kim ngạch thương mại trong 10 năm tới. Thứ hai, đột phá trong hợp tác phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao và hợp tác lao động. Ba là đột phá trong hợp tác về khoa học công nghệ. Về 3 tăng cường, Thủ tướng đề nghị hai bên cần tăng cường tin cậy chính trị, hợp tác bảo đảm hòa bình và an ninh khu vực, đề cao văn hóa đối thoại và hợp tác, tăng cường hợp tác tiểu vùng, thu hẹp khoảng cách phát triển vì phát triển bao trùm bền vững. Ba là tăng cường hợp tác văn hóa và giao lưu nhân dân, phát huy thế mạnh của hơn 1 triệu người gốc ASEAN, trong đó có hơn 350.000 người gốc Việt, qua đó củng cố nền tảng xã hội lâu dài bền chặt cho quan hệ. Tại phiên họp hẹp, Thủ tướng cũng đã đề xuất 3 cùng giữa ASEAN và Australia để thúc đẩy tầm nhìn khu vực là cùng xây dựng một khu vực đoàn kết và tự cường, một khu vực tôn trọng luật pháp quốc tế và hành xử dựa trên luật lệ, và cùng xây dựng, định hình cấu trúc khu vực mở, bao trùm, đề cao chủ nghĩa đa phương với ASEAN, đóng vai trò trung tâm là nhân tố nòng cốt giúp quy tụ và hài hòa lợi ích giữa các nước lớn. Nhân dịp này, trong 2 ngày mùng 5 đến ngày mùng 6 tháng 3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp gỡ 12 lãnh đạo cấp cao các nước ASEAN, Australia, New Zealand, Timor-Leste và Tổng thư ký ASEAN và 10 lãnh đạo cấp cao các nước cử đại diện cấp bộ trưởng tham dự diễn đàn tương lai ASEAN dự kiến tổ chức tại Hà Nội vào tháng 4 tới đây. Tại các cuộc gặp, Thủ tướng đã chuyển lời tới lãnh đạo cấp cao các nước và Tổng thư ký ASEAN lời thăm hỏi của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo chủ chốt Việt Nam. Thủ tướng bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác trên các trụ cột quan trọng của ASEAN và quan hệ Việt Nam với các nước, nhất là về chính trị đối ngoại, kinh tế, thương mại đầu tư, an ninh quốc phòng, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, tiếp tục hợp tác chặt chẽ để xây dựng một ASEAN đoàn kết, thống nhất ở khu vực. Tiếp đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Thượng viện Australia, cảm ơn Chủ tịch Thượng viện Australia Sue Lyons đã dành cho đoàn sự đón tiếp nồng hậu, chu đáo. Thủ tướng trân trọng chuyển lời thăm hỏi và lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, mong sớm đón Chủ tịch Thượng viện Sue Lyons thăm chính thức Việt Nam. Gặp mặt lãnh đạo Đảng Tự do Peter Dutton, Thủ tướng nhấn mạnh chính phủ và nhân dân Việt Nam mong muốn củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa hai nước, cùng nỗ lực triển khai đối tác chiến lược toàn diện vừa được thiết lập, mở ra triển vọng hợp tác mới trong thời gian tới. Sáng ngày 7 tháng 3 tại Tòa nhà Quốc hội thủ đô Canberra của Australia, Thủ tướng Australia Anthony Albanese và hôn thê đã chủ trì lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Australia theo nghi thức trọng thể nhất dành cho người đứng đầu chính phủ nước ngoài thăm nước này. Đoàn xe chở Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân tiến vào tiền sảnh Tòa nhà Quốc hội Australia trong tiếng rền vang của 19 loạt đại bác chào mừng. Ngay sau lễ đón chính thức trọng thể tại nhà Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc hội đàm sâu rộng với Thủ tướng Australia Anthony Albanese. Trên tinh thần chân thành tin cậy, hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng trước sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ hữu nghị và đối tác chiến lược hai nước và nhất trí nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện, thống nhất cùng phối hợp chặt chẽ để thực hiện các phương hướng lớn nhằm đưa hợp tác trên các lĩnh vực đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất hơn.
Với khuôn khổ quan hệ mới giữa hai nước, có 6 điểm hơn gồm: thứ nhất, tin cậy chính trị ngoại giao cao hơn; thứ hai, hợp tác kinh tế thương mại đầu tư bao trùm thực chất hiệu quả hơn; thứ ba, thúc đẩy hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh mạnh mẽ hơn; thứ tư, hợp tác văn hóa giáo dục đào tạo, môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu toàn diện sâu sắc hơn; thứ năm, giao lưu nhân dân, kết nối giữa các thế hệ rộng mở chân thành hơn; thứ sáu, hiểu nhau, thông cảm và chia sẻ nhiều hơn về an ninh quốc phòng, hướng tới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới. Nhân dịp này, hai nước đã ký kết 11 văn kiện hợp tác quan trọng trong các lĩnh vực giáo dục đào tạo, gìn giữ hòa bình, bảo vệ người tiêu dùng, xúc tiến thương mại đầu tư, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, tài chính, ngân hàng, nghiên cứu khoa học để phát triển nông lâm thủy sản, lao động tài nguyên môi trường và năng lượng khoáng sản. Trước đó, tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Australia, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khái quát những nét lớn về đường lối, chính sách và thành tựu phát triển của Việt Nam trong những năm qua. Thủ tướng nhấn mạnh, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư là trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương. Tại Canberra, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm cán bộ, nhân viên cơ quan đại diện ngoại giao và đại diện cộng đồng người Việt tại Australia. Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời cảm ơn những đóng góp quan trọng, tích cực của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài vào những thành tựu chung của đất nước. Thủ tướng chia sẻ với kiều bào những yếu tố nền tảng, những nét lớn trong đường lối xây dựng và bảo vệ Tổ quốc để đất nước ta tiếp tục phát triển nhanh, bền vững vì mục tiêu đất nước hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. Sáng ngày 8 tháng 3, tại thủ đô Canberra, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm Đại học Quốc gia Australia và có bài phát biểu quan trọng tại Diễn đàn Hợp tác Giáo dục Việt Nam-Australia. Tại diễn đàn, trước tiên, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời chúc mừng, lời cảm ơn tới những người phụ nữ nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 và nhấn mạnh tầm quan trọng của bình đẳng giới, đấu tranh cho bình đẳng giới, bảo vệ quyền và lợi ích của phụ nữ trẻ em. Về giáo dục, Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam luôn đặc biệt coi trọng giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao. Việt Nam thực hiện đường lối đổi mới dựa trên 3 yếu tố nền tảng, đó là xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong đó, nguyên tắc xuyên suốt là lấy con người làm trung tâm, chủ thể, động lực, nguồn lực quan trọng nhất và là mục tiêu của sự phát triển. Tiếp đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm và làm việc tại Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Australia, CSIRO, một trong những tổ chức khoa học công nghệ đa ngành lớn nhất thế giới. Theo Thủ tướng, những định hướng của CSIRO trong tập trung cho chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chống biến đổi khí hậu, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nông nghiệp đều phù hợp với các chính sách phát triển của Việt Nam. Thủ tướng mong muốn hai bên tiếp tục hợp tác để phát huy hơn nữa những kết quả rất tốt đẹp những năm qua. Sau chuyến thăm chính thức Australia, Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức New Zealand theo lời mời của Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon. Nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3, chiều 7 tháng 3, thay mặt lãnh đạo chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã gặp mặt đại diện nữ trí thức tiêu biểu và trao giải thưởng Kovalevskaya năm 2023. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái bày tỏ các đồng chí nữ lãnh đạo, quản lý, trí thức và các nữ giáo sư, phó giáo sư tiêu biểu có mặt hôm nay đều là những người phụ nữ tài năng, trí tuệ, bản lĩnh, giỏi việc nước, đảm việc nhà và vô cùng tâm huyết, tận tụy với sự nghiệp chung của Đảng, của dân tộc, của đất nước, là đại diện của vẻ đẹp, trí tuệ và sức mạnh của người phụ nữ Việt Nam anh hùng. Khẳng định, Đảng và Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm sâu sắc đến đội ngũ nữ trí thức nói riêng và công tác bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ nói chung. Phó Thủ tướng đề nghị các bộ ngành địa phương, các cấp hội phụ nữ tiếp tục quan tâm khuyến khích các tầng lớp phụ nữ, trong đó đặc biệt đội ngũ nữ trí thức chủ động học tập, nghiên cứu, nâng cao năng lực, trình độ mọi mặt, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Dự hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư vào chiều 6 tháng 3, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng chất lượng nguồn nhân lực, năng lượng xanh là hạ tầng, giải pháp, cơ hội để Nam Định có sự khác biệt, sự hấp dẫn đặc biệt đối với thu hút các nhà đầu tư. Phó Thủ tướng mong muốn Nam Định phát huy tối đa lợi thế lớn nhất là nguồn lực con người. Những người con của quê hương Nam Định ở địa phương, trung ương, mọi miền của Tổ quốc và trên thế giới, cùng các doanh nghiệp, nhà đầu tư về xây dựng những ngành kinh tế đổi mới sáng tạo, công nghệ cao, năng lượng xanh, kinh tế tuần hoàn, lâu dài, bền vững.
từ đó tạo ra nhu cầu, đơn đặt hàng, định hướng tổ chức các trung tâm đào tạo nguồn nhân lực. Tỉnh cần tiếp tục phát huy truyền thống khoa cử, hiếu học để nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh. Thủ tướng Phạm Minh Chính ký công điện số 18 CDTTG ngày 5 tháng 3 năm 2024 về điều hành tăng trưởng tín dụng năm 2024, yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát toàn diện kết quả cấp tín dụng của hệ thống các tổ chức tín dụng đối với nền kinh tế, từng ngành, từng lĩnh vực, kết quả cấp tín dụng của từng tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại đến thời điểm hiện tại để theo thẩm quyền và quy định của pháp luật có biện pháp điều hành tăng trưởng tín dụng, lãi suất năm 2024 hiệu quả, khả thi, kịp thời hơn nữa, đảm bảo cung cấp đủ vốn tín dụng phục vụ nền kinh tế và an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng, tuyệt đối không để ách tắc chậm trễ không đúng thời điểm. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký quyết định số 222/QĐ-TTg ngày 5 tháng 3 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2004/QH15. Kế hoạch được ban hành nhằm tổ chức thi hành Luật Đất đai đảm bảo kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả, xác định các nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan tổ chức có liên quan trong việc tổ chức thi hành luật, nâng cao nhận thức về Luật Đất đai và trách nhiệm của các cấp, các ngành và địa phương trong việc thi hành Luật Đất đai. Kính thưa quý vị và các bạn, bản tin tổng hợp Chính phủ tuần qua xin được khép lại tại đây. Quý vị và các bạn có thể truy cập cổng thông tin điện tử Chính phủ theo địa chỉ chinhphu.vn để có thêm thông tin liên quan đến hoạt động chỉ đạo điều hành của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ. Mọi góp ý, yêu cầu xin gửi về hòm thư chinhphutuanqua@chinhphu.vn. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.